ฮะcó nhà sách Kim Đồng kìa. Nhà sách Phương Nam đó kìa. Ừ. Ở trong đây toàn bán sách không? Bây giờ sao nhà sách không bán nữa? Ai ngủ ra cà phê nữa nè. Đi rượt quá. Ôi rồi đồ gốm cổ nè. Gốm cổ đẹp quá kìa. Đi lại đi ba. Hả? Ừ, chẳng say con mình luôn cả. Thấy cái nào quen không? Thấy chỗ nào quen không? Qua đi. Có thấy tại nào bị tích cô không? Kìa, Long ngồi hết đăng kìa Long. Ba đi lại đó. Thấy ngồi hết đăng chưa? Đi lại đó. Nè, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam nè. Ảnh đẹp quá. Ai chưa từng đi cái đường này. Tới bữa nay nghỉ ba dắt anh này đi. Vui nào. Ừ. Ai mới được nghỉ. Đây là đường sắt mà. Còn vô coi sách không? Đi ra ngoài chứ. Đi ra ngoài chứ là phải đi mua sách nào. Mọi người hãy đăng kìa ba. Mọi người hãy đăng kìa. Thôi ngồi nghỉ đi. Ghế của cửa hàng á. Để cho người khách người ta ngồi ta đọc sách. Nhiều cái khung cảnh khác nhau. Thank you.
Rồi đi ra nhà thờ Đức Bà đi. Ồ, có đèn đẹp quá kìa. Cái bán ghế còn hay đang có đèn rồi phát sáng kìa. Sắp tới nhà thờ rồi. Rồi. Kìa bà bóng báo kìa, thấy không? Đi lên. Thấy không chứ bà hoàng ta. Đường này cấm xe mà. Cái bức tượng đá này con gặp ở đâu chưa? Qua nào, đi qua nào. Đưa từ từ. Hello. Ở tủ quần. Thank you.
chạy qua là khói của xe. Con báo vô quần đi cho đựng tụt nó. Con thấy không, những người ta tốt nghiệp đại học, người ta nhận bằng á, người ta ra trường người ta làm cử nhân hay kỹ sư hết á. Ta nhận bằng xong rồi ta chuẩn bị đi làm á Long. Ta làm giống ba giống mẹ vậy nè. Ta đi vô cơ quan ta làm. Các anh chị đó. Ừ, các anh chị đó. Mỗi người sẽ vô một cái cơ quan khác nhau làm. Mấy anh nói chị thích chỗ nào mấy anh chị vô đó làm chỗ đó. Một câu đậu trên cái quả đất kìa, trên đất mẹ kìa. Đúng rồi.
Thank you.